những góc khuất showbiz mà ít ai biết, cả khịa chủ tịch công ty mình, dùng lời lẽ thô tục đá xéo cô Phương Hằng, chiến luôn với cộng đồng K-pop, đặc biệt là fan BTS, Xuân Nghị đá xéo cô Phương Hằng. Bà Phương Hằng vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, sau hàng loạt buổi livestream tố giác giới nghệ sĩ, vợ ông Dũng Lò Vôi đã tạo nên nhiều cơn địa chấn khiến người người nhà nhà quan tâm theo dõi vì quá kịch tính. Tuy nhiên, bên cạnh sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả, xuất hiện không ít nghệ sĩ đã lên tiếng đá xéo bà Phương Hằng. Sau NS Đức Hải, Xuân Nghị là cái tên tiếp theo dính vào nghi án có lời lẽ thô tục khi nói về bà Phương Hằng trên mạng xã hội. Cụ thể, dân mạng khẳng định rằng Xuân Nghị đã sử dụng nick Facebook chị bé Hai, tài khoản dùng để đăng ảnh về chú cún cưng để chỉ trích một người phụ nữ tên Hát vì xuất hiện quá nhiều trên mặt báo những ngày qua. Tuy nhiên, cách hành văn lại khiến cho người đọc cảm thấy khó chịu khi xuất hiện những từ ngữ kém văn hóa. Sau vụ việc trên, Xuân Nghị đã lên bài đính chính nhưng vẫn không làm lung lay cộng đồng mạng, khiến cả sự nghiệp bay màu. Cay Trần từng cả hiện sơn tùng đạo nhạc. Cụ thể, một nhóm nhạc underground và Cay Trần đã thực hiện một MV ca nhạc, trong gió có câu hát, anh không đạo nhạc mà chỉ là mượn beat một chút, chỉ là mượn beat thôi mà, dù là mượn beat nhưng mà hay thì có sao. Điều đáng nói, MV này đã sử dụng bản beat của chắc ai đó sẽ về và được chế lời lại với nhiều câu hát mang tính châm biếm. Chính điều này đã khiến netizen cho rằng sản phẩm được làm ra với mục đích cà khịa sơn tùng đạo nhạc. Sau đó, Cay Trần đã đầu quân trở thành gà của MTP Entertainment và sau hơn 2 năm gắn bó, Cay chính thức rời khỏi công ty, tự đứng trên đôi chân của mình. Linka điểm cấp 3 hay đại học đều mua được. Phát ngôn thiếu suy nghĩ của Linka đang vấp phải phản ứng gay gắt và sự chỉ trích từ cư dân mạng. Một đoạn clip được cắt từ livestream của MX này khi chia sẻ về vấn đề điểm số đang được truyền tay nhau rộng rãi. Điểm đó quan trọng, bây giờ có thể mua được điểm cấp 3 ở điểm đại học mà. Phía dưới đoạn clip này là hàng trăm bình luận lên án suy nghĩ sai lệch cùng thái độ tự tin, thách thức của Linka. Rất nhiều người chung ý kiến cho rằng MX nên xem xét lại thái độ và suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn nếu không muốn nhận thêm sự chỉ trích về phía mình. Không rõ đoạn livestream này được thực hiện lúc nào, tuy nhiên, ngay lập tức, phát ngôn gây sốc này của Linka đã vướng phải sự phản đối dữ dội, thậm chí là chỉ trích vô cùng căng thẳng từ mọi người. Nhất là khi bảng điểm 10,75/20 trong kỳ thi lớp 10 mới đây của cô nàng 10X này đang bị soi cực kỹ. Đành rằng kết quả đạt được sau kỳ thi dù cao hay thấp phụ thuộc vào năng lực học tập của mỗi người và cũng không thể vì thế mà đánh giá toàn bộ khả năng của Linka. Thế nhưng, khi công khai thách thức bằng câu nói có thể mua được điểm cấp 3 vào đại học mà thì khó có ai có thể bênh vực Linka được nữa. BJ Combat đã combat với cả cộng đồng K-pop. BJ cũng từng không ít lần gây xôn xao khi lên tiếng đá xéo nhóm nhạc nam K-pop BTS. Thậm chí, niềm đam mê cạc hiệu của anh chàng dành cho BTS còn kéo dài từ năm này qua tháng nọ khiến ARMY, cộng đồng fan BTS, vô cùng bức xúc. Mối nhân duyên giữa BJ và BTS bắt đầu từ tháng 5 năm 2018 khi nam rapper có chia sẻ trên trang cá nhân với nội dung xúc phạm đến giới tính của BTS. Sau đó, anh chàng tiếp tục gây thù với cộng đồng fan K-pop khi lên tiếng bênh vực người anh em thân thiết đặt di trước nghi vấn đạo nhái. Không dừng lại ở đó, mỗi lần BTS ra sản phẩm mới hoặc thậm chí là không nhân một dịp gì, BJ vẫn thỉnh thoảng nhắc tên các chàng trai nhà big hit trên trang cá nhân với những lời lẽ mang đậm tính công kích. 5 lần 7 lượt xúc phạm BTS, BJ nhiễm nhiên trở thành kẻ thù trong mắt cộng đồng ARMY tại Việt Nam.